mong chờ. Bởi vì không dễ để mà đến với xứ sở to lớn, nơi được gọi là đại lãnh thổ của thế giới. Rất là hào hứng và mong đợi cái chuyến tham quan ngày hôm nay. Đi dưới này là thấy vui, học hỏi nhiều thứ, còn biết được nhiều cái. Biệt đội siêu sao đã có mặt ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Có thể nói là tinh thần, máu lửa của các anh chị em biệt đội siêu sao của HD Băng đã bùng cháy trở lại, đúng với tinh thần chiến binh rất là máu lửa và nhiệt huyết của các anh chị. Và hy vọng rằng với cái hành trình này dành cho các anh chị để vinh danh các anh chị, những người chiến binh sao xuất sắc của HD Băng trong năm vừa qua, xin chúc các anh chị sẽ có một hành trình nhiều ý nghĩa và nhiều trải nghiệm mới. HD Băng biệt đội siêu sao, HD Băng biệt đội siêu sao. Đến với lại Bắc Kinh, một cái buổi đi khu phố mua sắm thật là hoành tráng, và chúng tôi được thưởng thức cái món của Bắc Kinh khá là phong phú với những cái thực phẩm nhìn rất là tươi ngon. Của Bắc Kinh rất là ủng hộ đoàn Việt Nam chúng ta. Lấy ra. Cảm ơn tới ban tổ chức, ban lãnh đạo đã tổ chức cho biệt đội sale tình nguyện năm 2023 có một chuyến đi thật tuyệt vời và ý nghĩa. Hôm nay mình đến Vạn Lý Trường Thành là lần đầu tiên mình chinh phục những cái khách hàng đi lên Vạn Lý Trường Thành, thì mình rất hy vọng rằng các quan hệ khách hàng cũng xem Vạn Lý Trường Thành là một cái mục tiêu mà chúng ta cần phải chinh phục trong kinh doanh của mình. Chúng tôi đến từ HD Bank miền Bắc và chúng tôi đã chinh phục Vạn Lý Trường Thành. Rất là vui, một cảnh tượng hùng vĩ, thật sự là tinh thần rất là sảng khoái. Chúc biệt đội siêu xe của bên HD Bank năm nay 2024 tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch. Vạn Lý Trường Thành, một kỳ quan của thế giới. Lần đầu tiên tôi đến đây nhưng không đến một mình, và đến với hơn 50 anh em biệt đội siêu xe, và chúng ta cùng chinh phục Trường Thành, vượt mọi đỉnh cao. Chinh phục Trường Thành, vượt mọi đỉnh cao. Khó khăn thách thức mà chúng ta đã vượt qua trong năm 2023, và chúng ta đã vượt qua một cách rất xuất sắc để hôm nay chúng ta có mặt ở đây, những chiến dịch của biệt đội siêu sale 2023, để khối ngành doanh nghiệp xin được gửi lời cảm ơn và vinh danh đối với tất cả các anh chị em của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay ạ.